Xin chào tất cả các bạn đã đến Việt Nam. Tôi có năm hoa hậu quê ở thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt giải cao trong các cuộc thi hoa hậu Việt Nam từ 2020 trở về trước. Một Phạm Ngọc Phương Anh, cô đạt danh hiệu Á hậu một hoa hậu Việt Nam 2020 và là đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2021. Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dân tộc Kinh. Thông tin và chỉ số lúc thi Hoa hậu 2020. Số đo 3 vòng 876193. Chiều cao 1,77m. Màu mắt đen. Màu tóc đen. Màu da vàng. Cân nặng 51kg. Chia sẻ về thành tích học tập của mình, Phương Anh cho biết từng đạt huy chương vàng Olympic miền Nam môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015. Giải nhất học sinh giỏi thành phố môn tiếng Pháp năm 2015, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Phương Anh nhận được nhiều chương trình học bổng lớn và cuối cùng quyết định theo học ngành hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT. Thành tích sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020. Á hậu 1 Miss International 2021 tham dự tháng 11 năm 2021. Hai Nguyễn Lê Ngọc Thảo cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, sinh ngày 29 tháng 7 năm 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dân tộc Kinh, thông tin và chỉ số lúc thi Hoa hậu 2020. Chiều cao 1,74m, màu mắt đen, màu tóc đen, màu da vàng. Nguyễn Lê Ngọc Thảo là một học sinh ưu tú khi 12 năm liền đạt thành tích khá giỏi. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Năm 18 tuổi cô theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu bước chân vào đại học, nhờ có gương mặt đẹp và đôi chân dài chứ danh 1m11, Ngọc Thảo đã tham gia làm mẫu ảnh và trình diễn trên sàn catwalk để cải thiện kỹ năng và kiếm thêm thu nhập. Thành tích sắc đẹp, Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 2, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020, lọt vào top 20 chung cuộc. Bà Nguyễn Trần Khánh Vân cô là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dân tộc Kinh, thông tin và chỉ số lúc thi Hoa hậu 2019. Số đo 3 vòng, 836195, chiều cao 1,75m, màu mắt nâu đen, màu tóc nâu đen, màu da vàng. Nguyễn Trần Khánh Vân là một hoa hậu, người mẫu, diễn viên người Việt Nam. Cô là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 và đã lọt top 21 nhờ khán giả bình chọn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 tại Florida. Khánh Vân sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tốt nghiệp khoa diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Vân từng là học sinh trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng thuộc trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Thành tích sắc đẹp, Hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2013 chiến thắng. Hoa hậu Việt Nam 2014 top 38, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 top 10, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 chiến thắng, Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 top 21. 4. Phạm Hồng Thúy Vân cô là Á hậu 2 Hoàn Vũ Việt Nam 2019, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1993 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dân tộc Kinh, thông tin và chỉ số lúc thi Hoa hậu 2019. Chiều cao 1,72m, màu mắt đen, màu tóc đen, màu da vàng. Phạm Hồng Thúy Vân là chị cả trong gia đình có 3 chị em.
Thúy Vân từng học tại trường Trung học cơ sở An Phú, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành thanh nhạc. Từ năm 2018, Á hậu Thúy Vân bắt đầu theo học chuyên ngành truyền thông chuyên nghiệp tại trường Đại học RMIT Việt Nam. Thành tích sắc đẹp Á khôi một áo dài Việt Nam 2014, Á hậu ba quốc tế 2015, Á hậu hài hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoa hậu thanh xuân nợ chiếc vương miện 2020, chiến thắng. Năm Mậu Thị Thanh Thủy Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, sinh 3 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dân tộc Kinh, thông tin và chỉ số lúc thi Hoa hậu 2017. Chiều cao 1,77m. Màu mắt nâu, màu tóc đen, màu da vàng. Mậu Thị Thanh Thủy là một người mẫu Á hậu người Việt Nam. Cô là quán quân Việt Nam Next Top Model 2013. Cha cô là người Việt gốc Hoa. Tuy nhiên cô cũng không thành thạo tiếng Hoa như bạn bè cùng trang lứa khác, một phần do cha cô đã ít khi giao tiếp bằng tiếng Hoa và những người mà cô đã tiếp xúc nhiều chủ yếu là họ hàng bên ngoài. Của mẹ cô, với nước da ngăm đen từ nhỏ và chiều cao nổi bật 1,77m, Mậu Thị tự tin và chinh phục ngôi vị quán quân cuộc thi người mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model năm 2013. Thành tích sắc đẹp, Hoa hậu Việt Nam 2012, tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Á hậu 2. Thành phố Hồ Chí Minh quê mình ơi! Các bạn có thấy tự hào quê mình có những người đẹp không nào? Bạn nào hâm mộ hoa hậu nào thì comment cho mình các bạn cùng biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.